Một ngày đi đám cưới ở Lâm Đồng sẽ như thế nào? Hôm nay tụi em chuẩn bị đi đám cưới mọi người à. Em có hai tờ 100 đô số hơi bị đẹp. Nhưng mà tôi, em bỏ vô cái thiệp luôn. Đi tới 6 tiếng lần nên em sợ đói em đem theo cái nải chuối. Công việc lên xe đầu tiên lúc nào cũng phải khai báo tên tuổi vì xe đẹp đồng đi xe thuê mà. Đi được 50 km, ghé vào trạm dừng chân để đi toilet. Đi ra xong em thiệt là bất ngờ, giá xăng tăng lên gần 30.000 một lít. Sau khi đi xả nước cứu thân em cảm thấy rất là sảng khoái. Tiếp tục đói bụng quá em ghé một quán hủ tiếu ở Đồng Nai. Đợi một hồi ai cũng buồn ngủ hết trơn vì quán quá đông. Chủ quán còn hỏi mình là thấy em quen lắm, hình như gặp em ở trên mạng đúng không? Tụi em hình như làm tóc đúng mình không? Trả lời dạ đúng rồi chị. Mình thật là không ngờ là chị lại biết mình luôn đó. Xong chị hỏi hình như tụi em làm tóc ở tiệm Hùng Đồng Tính đúng không? Em im lặng rồi em ăn uống thôi. Buồn hết sức à. Biết còn là lớn nữa quỷ sứ à. Ăn xong tụi em vượt cả 100 cây số đi qua đèo Bảo Lộc. Đường quanh co. Cuối cùng cũng tới khách sạn mà hai vợ chồng chuẩn bị đám cưới đã đặt cho tụi em trước rồi. Còn đem thức ăn nấu sẵn ra cho tụi em ăn đỡ đói đêm khuya nữa. Món lẩu cua và món gỏi bò và món thỏ xào lăn. Ăn xong rồi bây giờ em sẽ đưa quý anh chị lên xem cái phòng của em ngủ nha. Cái review khách sạn lên. Chỗ ngủ tụi em là nằm trên tầng 2. Ôi sao mà không gian nó rộng rãi mà thoáng mát quá vậy. Dắt mọi người đi vô cái phòng ngủ của tụi nè. Ngủ một giấc tới sáng rồi chuẩn bị đồ đạc, ủi quần áo. Sau khi ủi xong thì mình lên đồ xịt nước hoa cho nó thơm. Rồi mình tiếp tục lên đường tới đám cưới thôi. Vượt qua con hẻm đồi núi cuối cùng cũng đã tới rồi nè mọi người. Đây là những cái đồi người ta trồng cà phê với bơ đó. Cái khâu này rất là quan trọng. Cái khâu bỏ vô cái hình trái tim này đừng có ai quên nha. Quên là cô dâu chú rể buồn lắm. Cái bạn đầu tiên nè, bạn Tân Nhi nè. Cái bạn thứ hai là bạn Trần Ánh Tuyết nè. Cái bạn thứ ba là bạn Đạo Phong nè. Cái bạn Nam nè, bạn Quang, bạn Thịnh, bạn Kha. Và không đúng tính nè. Tới phần quan trọng của buổi lễ đã đến rồi. Bên phải là đàn gái, bên trái là đàn nhà trai. Như bạn trẻ cô dâu thì rất là duyên dáng, xinh xắn là dịu hiền. Còn chú rể thì rất phơn ngô, tuấn tú lại điển trai. Cô dâu và chú rể đã xuất hiện trên sân khấu rồi. Đến lúc bào thôi, đói bụng quá đi món mà. Món đầu tiên là gà với xôi. Bây giờ ăn cái gì vô cũng nghe ngon hết trơn á trời. Nói thiệt luôn, cái món thứ hai là mình lần đầu tiên ăn trong đời luôn. Bò nhúng lá bếp. Mà cái lá có cho lá xanh, lá vàng. Nhưng mà khi nhúng vô lửa nóng, cái lá nó chuyển đổi thành màu xanh hết luôn mọi người. Rất là lạ. Đây, quay cái bánh nuông cho mọi người xem luôn. Cho mọi người đỡ phải hỏi. Tới chương trình chụp hình kỷ niệm giao lưu với cô dâu và chú rể và đàn trai và đàn gái. Sau khi chụp hình xong thì MC kêu Hùng lên hát. Xong thì quá trời người tặng bông luôn. Sao mình quỳnh qua mình nhìn lại toàn là những người của mình không, mà trời đất ơi. Ai vậy, ai vậy? Vậy là chuyến này tới em hả? Chuyến này em cưới hả thầy? Chuyến này em cưới. Chuyện nào cưới? Cái này là tiền xe là 4,5 triệu, còn cái này em để đi anh 500 nha. Dạ không có gì, cảm ơn anh đã đưa tụi em về bình an nha.